tất cả cô là tặng anh đấy. Nếu như không phải là anh xé cái tờ giấy của chủ tịch, có phải là bây giờ là cầm sẵn 50 triệu tay rồi không? Bây giờ nhá, mình đến, mình vứt quần áo cho nó. Nó chỉ cần thò tay vào phát là đổ hết lỗi cho nó. Được chưa? Tát nó đi, phải tát vỡ mồm nó. Lúc đấy mới bắt láo ấy được. Em chào chị ạ. Cô là người muốn thuê ô tô à? Dạ vâng ạ. Mà chị có mang xe đến không ạ? Xe tôi để phía bên kia. Mà có thuê xe để làm gì? À, em thuê xe để chở các bạn từ vùng lũ lụt về thăm gia đình ấy ạ. Đây là hoạt động của đoàn trường em ạ. Cái gì? Vùng lũ lụt á? Dạ. Mà chị yên tâm, lũ cũng đang rút. Với lại đường xá bây giờ cũng đang khôi phục rồi, cho nên là không có vấn đề gì đâu ạ. Kể cả nó có khôi phục đi chăng nữa thì có lũ ấy, bùn cát, đất bẩn nó vẫn dính hết ở đấy. Đi xe vào để phá nát hết xe à? Dạ không, chị yên tâm ạ. Bạn của em lái xe cẩn thận lắm. Với lại nó chỉ lái xe lên tỉnh thôi. Mà trên tỉnh đường xá thuận lợi, sạch. Thôi. Không để tin lời mấy cái đứa sinh viên các người được. Thế giả sử xe của tôi học, sinh viên nghèo các người lấy tiền đâu ra mà đền? Thế bây giờ em phải làm như thế nào ạ? Rõ ràng là chị và em đã thỏa thuận với nhau về việc thuê xe cũng như là giá cả rồi cơ mà. Đấy là khi tôi chưa biết là xe sẽ đi vào cái vùng lũ lụt đấy. Chị làm như thế là chết em rồi đấy ạ. Em đã thông báo với tất cả mọi người về cái việc này rồi. Mọi người cũng đang háo hức nữa. Bây giờ mà chị không cho em thuê ấy, em không biết là phải ăn nói như thế nào với mọi người nữa. Nghe cũng đáng thương thật nhở. Thế bây giờ tôi quyết định như thế này đi. Tôi sẽ cho cô thuê xe, nhưng mà với một điều kiện. Sao ạ? Điều kiện gì ạ? Điều kiện ấy là mình phải bàn lại giá cả, không thể như lúc đầu được. Sao thế ạ? Chị định trả giá bao nhiêu ạ? Thế này đi, 20 triệu. Thuê được thì thuê, không thuê thì thôi. 20 triệu? Cái số tiền đó quá lớn. Bọn em tích lũy từ thiện cũng chưa đến 20 triệu. Này, cô định lấy cái lòng thương hại người khác ra để nói chuyện đi ạ? Thế bây giờ có thuê không? Thế thì thôi ạ, chị cho xin lỗi. Thật sự là cái số tiền đó lớn quá, em không thể thuê được ạ. Em xin phép ạ. Không được thì thôi, làm như tôi cần lắm ấy. À mà này, 19 triệu, thuê không? Dạ thôi, chị cho em xin phép ạ. 19 triệu vẫn là số tiền lớn quá. Với lại cái số tiền đó là của đoàn trường em. Em không tự quyết được ạ. Em chào chị ạ. Đúng là cái bọn sinh viên nghèo. Cái bọn này ấy phải cho đạp xe xuống cái vùng lũ lụt thì mới biết mặc được. Đã không có tiền để đi thuê xe. Em nói chuyện cả buổi ấy rồi mà lại không cho thuê xe là như thế nào? Lên giá 20 triệu nó không chịu thuê. Cái gì? 20 triệu á? Em nói thách thì phải nói nó vừa vừa thôi để người ta trả giá chứ. Thì em đã giảm giá xuống 19 triệu rồi, nó không có thuê đâu. Nhưng mà em phải nên nhớ, đây là xe của công ty. Mình cắt xén nó tí nào thì cắt xén thôi chứ. Bây giờ em làm như thế, có phải mình không được cả một đồng nào đúng không? Anh tưởng em bị ngu à? Nó thuê xe để đi vào cái vùng lũ lụt đấy. Bây giờ xe công ty mà hỏng ra đấy, bọn mình bán thận đi cũng không đền đủ tiền đâu. Mà ấy, đã thuê xe giá như thế thì phải cho nó giá cao cao chứ. Em nói cũng đúng. Nhưng mà vừa bị vượt mất cái mối xe đấy, ảnh vẫn tiếc lắm. Mà con bé này nó cũng ngu thật đấy. Tiền từ thiện chứ không phải tiền của nó đâu. Thế mà cứ dự khư khư đấy. À, em nghĩ ra cách này rồi. Nghĩ ra gì cơ? Cách để kiếm được một đống tiền mà không phải bỏ vốn. Cách gì thế? Anh quay xe lại đi, rồi khóc biết. Chờ đã. Có chuyện gì vậy ạ? Chuyện là thế này. Sau khi em đi, chị còn nói chuyện với bạn trai của chị. Bạn trai chị bảo từ thiện nó là một việc tốt. Thế nên là chị quyết định rồi. Chị sẽ cho em thuê xe với giá cực kỳ rẻ thôi. Chị nói thật à? Tất nhiên rồi. Chút tiền đấy với bọn anh có đáng gì đâu mà. Uầy, thế thì anh chị cho em cảm ơn nhá.
Thật sự thì từ vừa nãy đến giờ ấy, em không biết là tìm cách nào để có thể thuê xe cho các bạn ấy nữa. À mà ở chỗ em ấy có nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn lắm à? Dạ vâng ạ. Sau cái đợt bão lũ này ấy, nhiều bạn không chỉ mất gia đình lại còn mất cả tiền bạc, tài sản rồi còn cả sách vở nữa. Sau cái đợt này ấy, không biết là các bạn ấy có thể đến trường được không nữa. Đáng thương thật đấy em nhỉ. Đúng thế. À hay là chị có ý này, em mail chị một cái danh sách các bạn có hoàn cảnh khó khăn, sau đấy chị sẽ kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho các bạn ý. Chị nói thật à? Chị tình nguyện giúp đỡ em thật à? Ừ, chị nói thật chứ. Việc của em ấy là chỉ cần lập cho chị một cái danh sách thôi, rồi chị sẽ theo cái danh sách ấy gửi tiền với cả hỗ trợ từng bạn một. Tưởng gì chứ, anh chị đam mê với từ thiện lắm. Anh chị thích giúp đỡ người nghèo mà. Dạ vâng ạ. Thế thì thay mặt cho các bạn ấy, em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Chuyện nhỏ ấy mà em. Vào đi. Em chào chủ tịch ạ. Em chào chủ tịch ạ. Cô cậu tình tôi có việc gì? Mời chủ tịch xem qua ạ. Đây là cái gì? Đây là danh sách các em sinh viên ở vùng lũ lụt có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đấy ạ. Dạ, lần trước em thấy chủ tịch có ý định muốn quyên góp từ thiện, thế là bọn em nghĩ ra cho chủ tịch ạ. Dạ vâng ạ. Đồng bào vùng lũ lụt được quyên góp nhu yếu phẩm nhiều rồi, chỉ có mỗi học sinh, sinh viên ở đấy là ít người quan tâm, nên là bọn em muốn nhờ chủ tịch xem có giúp đỡ được gì không ạ. Cô cậu như thế là quá chu đáo đấy. Đến tôi còn chưa nghĩ tới việc này. Thôi thì cái này cô cậu cứ triển khai nhé. Dạ vâng ạ. Em thay mặt các học sinh, sinh viên cảm ơn chủ tịch nhiều ạ. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi ấy là tôi phải cảm ơn hai người mới đúng. Cái việc hỗ trợ học bổng ấy tôi đồng ý, nhưng mà về hình thức và tiền thì hai người chủ động cho tôi nhé. May mà hai người nghĩ ra cái này đấy, chứ không thì tôi cũng không nghĩ tới đâu. Dạ, chủ tịch bận trăm công nghìn việc như thế, những cái việc của con như này cứ để bọn em suy nghĩ ạ. Tốt lắm, cứ cố gắng phát huy nhá. Công ty này rất cần những người như vậy. Dạ vâng ạ, bọn em xin phép ạ. Chị Linh. Cô đến đây làm gì? Em có chuyện muốn thưa với chị ạ. Chuyện gì mà phải lên tận công ty tôi? Chuyện là cái số tiền học bổng ấy, em đang có một chút thắc mắc về cái số tiền đó. Thắc mắc cái gì mà thắc mắc? Hay là mày chê tiền từ thiện ít, vun vòi vĩnh thêm? Không phải, ý em không phải như thế ạ. Chuyện là cái số tiền học bổng ấy, số tiền được ghi trên giấy và số tiền thực tế bọn em nhận chênh lệch nhau. Các bạn học sinh có hỏi em thì em không biết giải thích như nào ạ. Tưởng gì, hóa ra là chê tiền ít. Tốt nhất ấy là cô nên an phận đi. Có cho là may mắn lắm rồi đấy, đừng có mà tham lam. Đúng rồi đấy, cái bọn này chả biết an phận là gì, lại cứ thích vòi vĩnh thêm, không sợ bị nghiệp à? Dạ không phải, ý của em ấy không phải là như vậy ạ. Không phải, tôi còn lạ cái gì của bọn cô nữa. Chắc là thấy bọn tôi nhân hậu, hiền lành, dễ dàng, cho nên là muốn vòi em tiền đúng không? Dạ không phải ạ. Sự thật là em chỉ muốn hỏi là tại sao cái số tiền thực nhận và số tiền em ký ở trên giấy nó lại chênh lệch nhau quá nhiều. Thật sự là khi mà em ký thì cái số tiền đó nó rất là lớn chứ không phải là nhỏ như thế ạ. Thì sao? Tiền từ trên trời rơi xuống thì bọn tao lấy đấy. Tao cho mày một ít như thế còn kêu à? Mày có tin tao thu hồi lại không? Anh chị, thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ ấy cô đi ngay cho tôi, không ấy là tôi gọi bảo vệ đến cô cổ bắt cô lại đấy. Sao anh chị có thể quá đáng thế được? Quá đáng á? Bọn tao ấy, bọn tao còn chưa làm được cái việc quá đáng hơn đâu. Anh chị cứ đợi đấy. Yeah.
Em đúng là cao tay thật đấy. Vừa có tiền, lại còn vừa có tiếng, lại còn được sếp xem trọng nữa chứ. Chứ còn gì nữa, lấy trộm xe công ty cho thuê, kiếm được bao nhiêu tiền như thế, lại chả không bỏ lỡ à? Nhưng mà cái con bé kia nó cứ lằng nhằng như thế, nhớ bị phát hiện thì chết à? Anh lo cái gì? Chỉ là một cái lũ sinh viên nghèo, chân đất mắt toét, thấp cổ bé họng thì làm được gì? Em nói cũng đúng. Chứ còn gì nữa? À mà em đang định tận dụng cơ hội này để làm thêm một vố nữa. Cái cách kiếm tiền dễ như thế này, không tận dụng ấy thì có mà phí của giời à? Thế em đã có ý gì chưa? Là đem bảo bây giờ như thế này nhá. Sao? Tôi nghe nói hai người đang lên kế hoạch mua quần áo để đi ủng hộ à? Dạ vâng ạ. Thế thì tôi tính là thế này, chúng ta vận động mọi người trong công ty ủng hộ quần áo cũ đi. Cái gì? Quần áo cũ ạ? Quần áo cũ thì có làm sao đâu. Ở nhà tôi ấy, nhiều quần áo cũ lắm. Nhưng mà nói là cũ thôi, chứ thực ra là cũng có một vài cái là chưa mặc bao giờ. Mình chỉ cần chọn lọc rồi giặt ủi, thế là được mà. Dạ vâng ạ. Cứ thế mà triển khai nhé. Dạ vâng ạ. Đúng rồi, đen đủi mà. Thế mà cứ tưởng làm được một phố. Đã thế là bắt được phân loại đấy chứ. Bực hết cả mình. Cái gì ấy nhở? Ui, trong này phải lên 50 triệu đấy. Anh thấy cái vest này chủ tịch mới mặc có mỗi lần. Thế thì chắc là của chủ tịch rồi. Thế thì mình gặp may rồi. Cái tờ giấy ở đây nhỉ? Ui, quan trọng gì? Xé nhỏ ra vứt đi, không để chủ tịch phát hiện là được. Anh nói đúng đấy. Mà phải công nhận, dạo này bọn mình liên tục gặp may. Tiền cứ phải gọi là thi nhau chảy vào túi. Chủ tịch ạ. Tôi cứ đi tìm cô cậu mãi thôi. Có chuyện gì thế ạ? Ở trong cái túi đồ mà tôi gửi cô cậu ấy, trong đấy có cái áo của tôi. Tôi để quên ở đấy. Mà trong áo thì lại có đồ quan trọng lắm. Chắc là cô cậu chưa đem đi từ thiện đúng không? Ấy chết, bọn em lại mang đi từ thiện mất rồi ạ. Ui, cái gì? Trong đấy có đồ gì quan trọng thế hả anh? Trong đấy có tiền của tôi, 50 triệu. Với cả một cái mẩu giấy cực kỳ quan trọng với tôi. Tờ giấy ạ? Quan trọng lắm ạ. Nói ra thì cậu không biết được đâu. Tóm lại là bây giờ tôi cần hai cô cậu ấy chở tôi ra chỗ từ thiện. Chắc là kịp để lấy đấy. Chủ tịch ơi, hay là như thế này đi, để bọn em liên hệ cho, rồi khắc lấy cái tờ giấy đấy về cho chủ tịch ạ. Dạ, nếu mà tiền nhiều như thế thì bọn nó tham lam lấy hết rồi ạ. Tiền với tôi ấy không quan trọng, từ thiện cũng được, nhưng mà cái mẩu giấy ấy nhất định phải lấy. Vâng, thế thì để bọn em đi lấy luôn chủ tịch ạ. Dạ vâng, chủ tịch cứ lên trên phòng đi ạ, rồi cái việc ấy cứ để bọn em lo. Đúng rồi, yên tâm ạ. Bọn em xin phép ạ. Thế thì nhờ cô cậu nhá. Vâng ạ. Tất cả có là tại anh đấy. Nếu như không phải là anh xé cái tờ giấy của chủ tịch, có phải là bây giờ là cầm sẵn 50 triệu tay rồi không? Ai mà biết được cái giấy nó quan trọng như thế. Thế bây giờ làm nào? Em cứ khéo lo. Bây giờ nhá, mình cứ đổ tội hết cho con An Anh. Chủ tịch không biết đâu. Đúng thế nhở. Bây giờ mình cứ ra đấy, xong rồi đổ hết tội lỗi đầu nó. Như thế khéo khi lại hay đấy. Bây giờ nhá, mình đến, mình vứt quần áo cho nó. Thôi chỉ cần thò tay vào phát là đổ hết lỗi cho nó. Được chưa? Lan Anh! Lại là chị à? Chị gặp tôi chuyện gì? Chẳng phải cô cần đồ từ thiện lắm à? Tôi có hai thứ quần áo này, đấy mà lấy. Hai người đừng có khinh người quá đáng. Đừng tưởng mình có ít tiền là có thể trà đạp lên danh dự nhân phẩm của người khác như vậy. Mạnh mồm gớm nhở. Lần trước cho tiền ấy thì cun cút vẫy đuôi, lần này cho quần áo lại chê à? Lòi cái mặt chuột ra rồi nhá. Sinh viên nghèo mà đặt kén chọn à? Ôi dồi ôi,
Nghèo gì cái bọn nó. Cái bọn này ấy là ăn mày lòng thương hại người khác. Một cái lũ ruồi bọ lười lao động. Hai người thôi đi. Cái lũ ruồi bọ lười lao động ấy mới chính là hai người đấy. Đừng tưởng là tôi không biết cái trò bẩn thỉu của hai người. Này, mày nói ai đấy à? Đã cho tiền từ thiện lại còn dám chửi à? Thấy tao ăn nói nhỏ nhẹ, mày lên đầu tao ngồi đúng không? À, đúng mày cái loại ăn cháo đa bát. Thôi đi, hai người đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Hai người lợi dụng sinh viên như chúng tôi ấy để ăn chặn tiền đúng không? Hả? Giả nhân giả nghĩa cho ai xem? Này, ai bảo mày là bọn tao ăn chặn tiền từ thiện? Mày đừng có mà láo nhá. Hai người không nói, đừng tưởng là tất cả mọi người đều không biết. Tôi không nói, không phải là tôi không biết mấy cái trò bẩn thỉu của hai người đâu. Nghẹo chưa? Tao đã cảnh báo mày rồi, mày vẫn dám láo à? Đúng rồi, cái loại này ấy, tát nó đi, phải tát vỡ mồm nó. Lúc đấy mới bớt láo ấy được. Đây, cậu đang làm gì đấy hả? Chủ tịch, tôi hỏi cậu định làm cái gì? Dạ, em chỉ đang phủi với vào mũi đây thôi ạ. Đúng rồi đấy ạ. Ở đây nhiều ruồi muỗi quá. Thế cô cậu có biết tại sao ở đây nhiều ruồi muỗi như thế không? Dạ, bọn em không biết ạ. Tại vì ở đây đang có hai người có nhân phẩm còn thối hơn cả bãi rác đấy. Hai người có hiểu không? Dạ, chủ tịch nói gì bọn em không hiểu ạ. Chưa hiểu đúng không? Để tôi nói rõ cho nhá. Cái loại người lợi dụng khó khăn của người khác để trục lợi cho cá nhân đấy, cái nhân phẩm đấy nó còn thối hơn cả bãi rác đấy. Bọn em tôi cứ nghĩ là hai người có lòng tốt nên tôi giao cho hai người cái việc đi làm từ thiện, thế mà hai người cắt xén tiền của công ty, lừa dối cấp trên, thế này tôi phải xử lý thế nào? Dạ tôi chủ tịch, chuyện không phải như vậy đâu ạ. Đúng rồi đấy ạ, mong là anh cho em thời gian để giải thích ạ. Bây giờ cô muốn giải thích cái gì? Cô nghĩ là tôi quên 50 triệu thật đấy à? Lần trước ấy, tôi đến công ty của hai người thì tôi gặp anh Tuấn. Tôi đã nói cho anh Tuấn biết toàn bộ sự thật. Và anh Tuấn với tôi đã kết hợp với nhau dựng nên màn kịch này để từ lòng hai người đấy. Thì ra là mày à? Làm sao? Hai người làm mà hai người không cho tôi có quyền nói à? Còn khổ sách ao mày, mà có tin tát vỡ mồm mày không? Này, cậu đang mắng chửi ai đấy? Cậu có biết đây là ai không? Đây là Lan Anh, con gái của cổ đông lớn nhất ở công ty mình đấy. Đúng là đã nghèo còn hèn nữa. Hai người luôn miệng muốn đòi hơn người khác, nhưng mà ấy, những cái kẻ nghèo hèn về đạo đức là hai người đấy. Hai người thật là quá nhẫn tâm đấy. Hai người có biết là cái số tiền từ thiện đấy nó rất là quan trọng, ý nghĩa đối với những sinh viên nghèo và những sinh viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt không ạ? Bọn em... Tôi cứ nghĩ là tôi vốn dĩ đã muốn cho hai người cơ hội để sửa sai, để hai người biết quay đầu là bờ. Nhưng mà không ngờ hai người không biết thế nào là phải trái, là quá độc ác đấy. Bọn em... Đến cái số tiền để ủng hộ những người nghèo, những người khó khăn, hai người còn ăn chặn được ấy, thì quá là hết thuốc chữa rồi. Dạ, chủ tịch, bọn em biết lỗi rồi ạ. Mong chủ tịch tha cho bọn em ạ. Cơ hội tôi đã trao cho hai người rồi, nhưng mà hai người đâu có biết sửa sai. Số tiền mà hai người ăn chặn ấy đã có thể kết vào tội hình sự rồi đấy. Không chủ tịch, xin chủ tịch tha thứ cho bọn em. Chứ nếu bây giờ chủ tịch mà báo công an, bọn em mà vào tù thì gia đình bọn em không biết như thế nào đâu ạ. Hai người đều lớn cả rồi, đều biết trước hậu quả của những việc mình đã làm, thế nhưng mà vẫn làm. Đây là những gì mà hai người phải gánh chịu. Đừng có mà xin xỏ tôi nữa. Cô Lan Anh, cô mới tốt nghiệp đại học đúng không? Dạ vâng ạ. Công ty của tôi ấy rất hoan nghênh những người như cô. Ngày mai cô có thể đến công ty, chúng ta sẽ nói chuyện. Cảm ơn anh. Hai người ngày mai lên công ty làm thủ tục thôi việc đi. Chủ tịch. Tất cả là tại cô đấy. Tiền thì không thấy đâu, còn sắp vào tù rồi này. Anh tưởng là tôi sung sướng hơn anh chắc. Xin chào các bạn. Các bạn vừa được xem một tập phim của mình. Nếu như mà các bạn thấy hay hay là không hay, hãy comment ý kiến xuống dưới nhé. Đương nhiên là phải hay. Ngoài ra ấy, chúng mình đang có những series phim rất hay và đặc sắc.
sẽ xuất hiện ngay sau đây. Các bạn bấm vào xem ngay để không bỏ lỡ nhé. Nếu mà các bạn có yêu quý mình cũng như là yêu quý tất cả các diễn viên của FVM ấy, thì các bạn hãy nhấn vào đường link Facebook ở dưới phần mô tả nhé. Và đặc biệt hơn nữa là các quý nhãn hàng nếu mà muốn quảng cáo sản phẩm của mình thì hãy liên hệ với FVM qua hotline và email ở ngay bên dưới mô tả luôn nhá. Chào mọi người.